phanh này ra này. Đây xoay ra này. Nước đang nóng lắm. Xe vừa chạy xong nước. Đấy, anh cứ đổ đi khi nào. Đổ đấy, em cầm bình em đổ đi. Pha nước xanh nữa. Đây là kiểu xả lối. Tuần hoàn. Nước cũ cứ chảy ra như thế nào. Để cho nước cũ chảy ra nhỉ. Đó, là nó một vòng tuần hoàn đấy. Cứ đổ ra thì nước cũ nó tự đẩy ra rồi. Nước mới đi vào. Thế thôi cứ đổ ra.